Năm 2023, ngành giao thông đã biến dọc chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam thành đại công trường, đưa vào khai thác 475 km đường cao tốc, lập kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Những thành tích lịch sử của năm 2023 tạo nền tảng vững chắc để Bộ Giao thông Vận tải quyết tâm tiếp tục nối liền giải cao tốc trong năm 2024. Năm 2024, ngành giao thông vận tải dự kiến được phân bố số vốn khủng nhất, hơn 57.735 tỷ đồng, chiếm hơn 92,5% tổng vốn phân bổ cả giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 là hơn 63.700 tỷ đồng. Do đó, ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã chạy đua để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành hai dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt – Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 128 km, khởi công 14 dự án cao tốc gồm 3 dự án cao tốc do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản và 11 tuyến đường bộ cao tốc do các địa phương chủ quản đang hoàn thiện thủ tục. Hàng loạt cao tốc đưa vào sử dụng năm 2023 đã mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tuyến cao tốc còn chưa đảm bảo đủ bề rộng tiêu chuẩn, tốc độ tiêu chuẩn, chỉ có 2 làn xe, tốc độ giới hạn 80 đến 90 km/h, không có làn dừng khẩn cấp, khan hiếm trạm dừng nghỉ, tiềm ẩn những rủi ro cho người tham gia giao thông. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận thời gian qua do nguồn lực còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư đường cao tốc là rất lớn, nên Bộ Giao thông Vận tải phải thực hiện giải pháp phân kỳ đầu tư để vừa phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc, vừa giải quyết nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Những bất cập này đã được Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận, rà soát và xây dựng các giải pháp để sớm đầu tư mở rộng, hoàn thiện các tuyến cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.